Hiền Hồ gây sốc với mức cách xê trong một đêm diễn, con số vượt mặt cả những đàn chị kỳ cựu. Với hàng loạt bản hit được khán giả yêu thích, Hiền Hồ là một trong những nghệ sĩ nữ có mức cách xê cao nhất nhì Vbiz. Ngập tràn mạng xã hội ở thời điểm hiện tại là tất tần tật về ồn ào giữa Hiền Hồ với đại gia U60 Hồ Nhân. Nhiều netizen không khỏi choáng váng khi loạt ảnh tình tứ của cặp đôi dần dần bị phát tán, không rõ người đứng sau việc làm là ai. Có thể nói, Hiền Hồ đang là cái tên hot nhất mạng xã hội hiện tại, dù theo cách mà không ai mong muốn. Thu nhập của Hiền Hồ cũng đang là một trong những chủ đề được đông đảo công chúng quan tâm khi netizen thắc mắc. Số tiền của nữ ca sĩ sinh năm 1997 khủng đến mức nào khi cô thường xuyên check-in với số đồ hiệu ở những địa điểm cực kỳ sang chảnh, sở hữu bộ sưu tập xe ô tô đáng gồm. Theo chia sẻ của các bộ show, chủ đơn vị tổ chức biểu diễn ở thành phố Hồ Chí Minh, mức cách xê của Hiền Hồ thực sự là một con số gây choáng với không ít người. Theo một chủ show âm nhạc nổi tiếng với các đêm diễn ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, mức giá để có thể mời được Hiền Hồ trong một đêm diễn dao động từ 250 triệu đồng đến 350 triệu Việt Nam đồng, tùy tính chất, quy mô và số lượng bài hát của nữ ca sĩ trong đêm diễn ấy. Bên cạnh đó, một chủ phòng trà có tiếng khác tại thành phố Hồ Chí Minh cũng xác nhận con số trên là không sai. Chủ phòng trà cho biết một năm về trước, mức cách xê của Hiền Hồ nằm ở mức 100 triệu đồng một show. Tuy nhiên hiện tại, con số đã nâng tầm lên 12.000 đến 15.000 USD trong một show, khoảng từ 274 triệu Việt Nam đồng cho đến 343 triệu Việt Nam đồng. Đáng chú ý, chủ phòng trà cũng cho biết Hiền Hồ cũng rất ít khi nhận diễn, khác với nhiều nghệ sĩ khác. Có lẽ vì thế mà cô duy trì được mức cách xê thuộc hàng khủng như hiện tại. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, nam ca sĩ Quang Lê đã vô tình hé lộ cách xê của Lệ Quyên khi trình diễn ở nước ngoài. Giá của Lệ Quyên ở hải ngoại lên đến 12.000 USD, tuy nhiên, lâu lâu cô ấy mới sang một lần, chứ không biểu diễn thường xuyên. Lệ Quyên cũng từng cho biết, tôi từng được một bộ show mời hát đám cưới ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nói với họ là không hát, còn nếu hát, chỉ hát với giá rất cao. Tôi hát giá 15.000 USD khoảng 300 triệu đồng để họ từ bỏ ý định, ai ngờ họ đồng ý luôn. Điều này có nghĩa rằng mức cát xê mà Hiền Hồ đang nhận được thuộc top đầu của thị trường hiện tại, ngang với một tên tuổi kỳ cựu như nữ hoàng phòng trà Lệ Quyên từ 12.000 đến 15.000 USD. Con số của Hiền Hồ thậm chí cao hơn nhiều nghệ sĩ cùng lứa cũng như các tên tuổi có thâm niên cao hơn. Theo nhiều nguồn tin thì cát xê của Jack ở mức 280 triệu Việt Nam đồng, Bích Phương khoảng 276 triệu đồng, Đen Vô khoảng 230 triệu đồng, Nương Phước Thịnh cũng trên 200 triệu đồng. Tuy nhiên, chắc chắn những con số này cũng sẽ tăng tiến đáng kể qua từng năm hay những đợt ra mắt sản phẩm đối với mỗi nghệ sĩ. Mặc dù Hiền Hồ có thể không phủ sóng rộng rãi như nhiều tên tuổi, nhưng mức tiền để có thể được cái gật đầu từ cô rõ ràng khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Đó cũng là lý do mà chỉ mới chính thức bước chân vào làng giải trí không lâu như hiện tại, Hiền Hồ đã gia nhập hội những người giàu showbiz khi khoe vừa tậu được chiếc xe sang trị giá 13 tỷ đồng. Đây cũng là mẫu xế cương được nhiều sao Việt như Cường Đô La, Ngọc Trinh, Sơn Tùng lựa chọn sở hữu. Nhiều người cũng từng thắc mắc rằng mức cát xê mà Hiền Hồ có được trong những năm qua là bao nhiêu mà cô có thể chịu chi sống nguyên một siêu xe hạng sang như vậy. Trong một buổi phỏng vấn năm 2018, Hiền Hồ từng nhận câu hỏi thắc mắc về việc có đủ chi phí để lo cho rất nhiều thứ cho âm nhạc, cuộc sống nhưng thực tế không đắt show như nhiều ca sĩ khác. Nói về điều này, Hiền Hồ chia sẻ, em cũng đắt show mà, không đắt show diễn nhưng em lại đắt những show kia nữa. Em để dành, không đi chơi, không cà phê gì hết. Em tiết kiệm và không có gặp chỗ đông người nhiều, không có đi chơi nhiều. Không phải không muốn hay không có tiền mà em muốn tập trung vào âm nhạc nhiều hơn. Em muốn dành hết thời gian của mình có cho âm nhạc, nhờ đó mà em tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Việc trả lời cho việc đắt show của Hiền Hồ khiến cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc về việc cô không đắt show diễn nhưng lại đắt show kia nữa có ý nghĩa là gì. Hiện đoạn clip dù đã được ghi lại vào năm 2018 nhưng hiện tại đang được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.